Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 25 trang 16 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tìm x biết y yeah, giá trị tuyệt đối của x trừ 1,7 bằng 2,3. Y b giá trị tuyệt đối của x cộng 3 4 trừ 1 3 bằng 0. Thì ở bài toán này chính là bài phá dấu giá trị tuyệt đối. Thì ở đây các bạn chú ý cho chúng cho cô kiến thức sau đó là nếu như trị tuyệt đối của A mà bằng số B với số B là lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ có là hai trường hợp chúng ta sẽ dùng ngoặc vuông đó là A của chúng ta sẽ bằng chính B là bằng chính nó đấy hoặc A bằng trừ B đó với B là một số lớn hơn 0 từ đây thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết của bài 25 như sau. Như vậy ở đây cô có trị tuyệt đối của A bằng B với B là một số lớn hơn không. Như vậy cô sẽ suy ra luôn đó là hai trường hợp. Chúng ta dùng ngoặc vuông. Đó là trường hợp thứ nhất. X trừ 1,7 bằng 2,3. Dưới sẽ là x trừ 1,7 bằng trừ 2,3. Từ đây thì cô tiếp tục sẽ suy ra đó là Cô thực hiện quy tắc chuyển vế. Trừ 1,7 cô chuyển vế xong bên này sẽ là cộng 1,7. Như vậy cô có x bằng 2,3 cộng 1,7. Ở dưới cũng tương tự như vậy. Trừ 2,3 cộng 1,7. Từ đây chúng ta chỉ cần thực hiện phép tính. Từ đây suy ra x bằng 2,3 cộng 1,7 là bằng 4. Dưới sẽ là trừ 2,3 cộng 1,7 là bằng âm 0,6. Sau đó chúng ta kết luận cho cô. Đó là vậy x bằng 4 hoặc x bằng âm 0,6. Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang ý B cho cô. Ý B chúng ta sẽ có là x cộng 3 phần 4. Chúng ta sẽ suy ra x cộng 3 phần 4 giá trị tuyệt đối. Trừ 1 phần 3 cô chuyển sang bên này sẽ là bằng dương 1 phần 3. Đó. Tiếp theo là chúng ta đã quay trở về giống dạng ở ý A. Đó là trị tuyệt đối của A bằng B với B là một số lớn hơn 0. Nên sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó là cô dùng ngọc vuông ở đây. Trường hợp thứ nhất là x cộng 3 phần 4 bằng 1 phần 3. Trường hợp thứ hai là x cộng 3 phần 4 bằng trừ 1 phần 3. 3. Từ đây tiếp tục chúng ta sẽ suy ra là x sẽ bằng dương 3 phần 4 chuyển vế sang bên này sẽ là trừ 3 phần 4. Có nghĩa chỗ này là 1 phần 3 trừ 3 phần 4. Ở dưới tương tự như vậy x bằng trừ 1 phần 3 trừ 3 phần 4. Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện trừ 2 phân số. Từ đây chúng ta tiếp tục suy ra. Suy ra. Cô quy đồng mẫu chung lên là 12 Thì đây sẽ là nhân 4 Ta có là 4 phần 12 Cả từ và mẫu của phân số này nhân thêm 3 Thì sẽ là 9 phần 12 Như vậy là chúng ta có 4 phần 12 Trừ đi 9 phần 12 là bằng Âm 5 phần 12 Trường hợp dưới chúng ta cũng có tương tự như vậy quy đồng mẫu lên là 12 thì ở đây là cả tử và mẫu nhân với 4 cả tử và mẫu nhân với 3 như vậy đây sẽ là âm 4 trừ đi 9 phần 12 âm 4 trừ đi 9 chính là bằng âm 13 phần 12 và chúng ta kết luận vậy x bằng âm 5 phần 12 hoặc x bằng âm 13 phần 12. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 25, trang 16, sách giáo khoa, toán 7, tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.